Sáng nay, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố tổ chức hội thảo giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lấy công tác phòng ngừa là trọng tâm, triển khai đồng thời các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố, các ngành địa phương luôn xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời quán triệt cho cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của ngành. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan tích cực phối hợp đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng điều tra, xác minh. Tất cả các đơn thư đều được đưa vào sổ theo dõi, thống kê, báo cáo đúng quy định, công tác điều tra, giải quyết thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự tố tụng, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đáp ứng mọi yêu cầu của cơ quan, tổ chức, công dân, phục vụ chính sách phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tại hội thảo, các báo cáo tham luận đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trong thời gian đến.